Thực phẩm nào giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch trong mùa cúm? Làm thế nào để không bị ốm vào mùa cúm? Xen luyện cho cơ thể thích nghi với điều kiện thời tiết, tập luyện thể thao, đi dạo ngoài trời nhiều hơn, nhưng vẫn còn một cách nữa, đó là dùng thực phẩm có khả năng củng cố hệ miễn dịch. Tỏi, không phải ngẫu nhiên mà tỏi được mệnh danh là kháng sinh thiên nhiên. Nó có khả năng chống lại rất nhiều dạng virus và vi khuẩn có hại cho cơ thể. Chính vì thế mà các chuyên gia y tế mới khuyên chúng ta nên ăn tỏi hàng ngày khoảng một thìa tỏi tươi, chẳng hạn như rắc tỏi vào súp hay salad, cũng như có thể hít tỏi bằng cách đặt các đĩa tách chứa những lát tỏi thái mỏng xung quanh nhà ở của bạn. Còn đối với các cháu nhỏ đi học mầm non, để chúng không bị ốm, hãy đeo trước ngực chúng một nhúm tỏi. Bạn có thể dễ dàng làm chúng bằng tay và nhớ để những lỗ thủng để bé còn hít được tỏi. Thịt, nhiều người cho rằng rau và hoa quả cần cho hệ miễn dịch hơn. Tất nhiên nếu không có rau, hoa quả thì hệ miễn dịch sẽ không ổn. Xong thịt cũng nằm trong tốt đầu. Bởi vì thứ nhất cơ thể của chúng ta muốn hoạt động được bình thường thì cần đến protein. Thứ hai là sắt, một nguyên tố vi lượng không chỉ giúp bạn khỏi bị xanh sao, hoa mắt chóng mặt và nó còn giúp chống lại các bệnh truyền nhiễm. Nếu như cơ thể bạn thiếu sắt, khi bạn đang thực hiện một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hoặc đang ăn chày, thì bạn rất dễ bị nhiễm virus, vi khuẩn. Trong thịt có rất nhiều sắt, lượng sắt có trong thịt nhiều hơn gấp nhiều lần lượng sắt có trong táo hay lựu bạn chỉ cần ăn chừng một lạng thịt bò hay thịt lợn mỗi ngày, đảm bảo hệ miễn dịch của bạn sẽ vững như sắt. Cá biển Trong cá biển rất giàu axit béo omega 3 và kẽm giúp tăng cường hệ miễn dịch của bạn. Theo nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh kẽm có khả năng chống lại rất nhiều dạng rhinovirus gây cảm cúm. Ngay cả trong trường hợp bạn vẫn bị ốm, thì kẽm vẫn giúp bạn chóng khỏe. Nguyên tố này không chỉ có nhiều trong cá biển mà cả trong bắp cải biển. Hãy đưa chúng vào thực đơn hàng ngày của bạn nhé! bưởi trái bưởi có đặc tính chống lại vi khuẩn và virus nhờ thành phần chứa một lượng lớn vitamin c beta carotin và tinh dầu nếu bạn đã có thói quen thường xuyên ăn các loại quả giàu vitamin c họ cam quýt như chanh cam quýt các loại quả này cũng giúp cơ thể chống lại các bệnh truyền nhiễm hãy dùng thêm bưởi các loại quả mọng dâu tây củng cố hệ miễn dịch giúp làm mát cơ thể màu đỏ màu đen của các loại quả mọng có tác dụng kích thích sức mạnh bảo vệ cơ thể quả dâu tây có tác dụng củng cố hệ miễn dịch và hệ thần kinh quả mâm xôi có tác dụng chống viêm nhiễm tất nhiên vào mùa thu những thứ quả mọng tươi này không có nhưng thay vào đó bạn có thể dùng chúng ở dạng đông lạnh có thể ăn trực tiếp hoặc làm mứt thay vì dùng đường bạn có thể trộn với mật ong nếu bạn không bị dị ứng mật ong đây chính là một món đồ uống tăng cường hệ miễn dịch cho bạn súp lơ loại rau này có tác dụng kích thích hệ miễn dịch cơ thể bạn rất mạnh bởi trong loại rau này có chứa kẽm selen, vitamin A, C, D có tác dụng không chỉ chống lại cảm cúm mà cả những biến chứng nặng hơn của bệnh. Ngoài ra, súp lơ còn có tác dụng phòng ngừa ung thư. Các loại hạt, chúng chứa rất nhiều axit amin, axit béo, cũng như vitamin nhóm B. Đặc biệt hạnh nhân chứa rất nhiều vitamin E, selen và magi, giúp bạn chống chọi với các bệnh đường hô hấp. Rau có màu sắc, cà rốt, cà chua, ớt, củ cải đỏ, củ rền tất cả chúng đều kích thích hệ miễn dịch và có tác dụng tốt tới hệ vi khuẩn đường ruột tình trạng hệ miễn dịch phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng của hệ tiêu hóa nhờ lượng lớn các chất sơ có trong các loại rau giúp tống khứ các chất cạn bã và chất độc ra khỏi cơ thể làm cho chúng ta cảm thấy khỏe khoắn hơn chúng ta ăn càng nhiều vitamin cơ thể chúng ta càng mạnh mẽ người trung quốc cho rằng mùa thu phải ăn những thức ấm giúp làm ấm cơ thể còn mùa đông cần ăn những thức cay giúp làm nóng cơ thể